Thưa quý vị, những năm gần đây có nhiều thanh niên rời phố thị để trở về quê hương khởi nghiệp lập nghiệp. Ngoài nỗ lực tự thân thì sự quan tâm đồng hành của tổ chức đoàn hội cũng giúp cho nhiều bạn trẻ thêm tự tin vươn tới thành công, không chỉ làm chủ cuộc sống mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương. Sau nhiều năm bôn ba lập nghiệp, năm 2018, chàng kỹ sư trẻ Trần Hài Hòa trở về quê nhà Bình Trung, huyện Châu Đức lập nghiệp. Có kiến thức nên Hòa mày mò nghiên cứu giá thể trồng nấm rơm từ các phế phẩm nông nghiệp, giúp tiết kiệm chi phí đầu tư. Chỉ với hơn 20 trại nấm, tổng diện tích khoảng 1.000 m², nhưng bình quân mỗi tháng Hòa thu nhập từ 40 triệu đến 50 triệu đồng, đồng thời tạo việc làm ổn định cho 4 nhân công với mức lương từ 6 triệu đến 8 triệu đồng một tháng. Mô hình khởi nghiệp của Hòa vừa đạt giải nhất cuộc thi Nhà đầu tư Thiên Thần năm 2023, có khả năng kêu gọi vốn đầu tư từ 100 triệu đồng đến 2 tỷ đồng. Thành công thì mình chưa nói xác định gọi là thành công được. Chẳng qua là mình có một chút đam mê rồi, tư duy hoặc là sáng tạo rồi mình thay đổi thôi. Là công chức nhà nước nhưng đam mê với nhà nông, nên năm 2019, anh Cao Huỳnh Tấn Nghĩa đầu tư vốn trồng hơn 1.200 m² khoai mài ở xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ. Nhờ thổ nhưỡng phù hợp, chăm sóc hiệu quả, vườn khoai mài mang lại cho anh Nghĩa lợi nhuận từ 90 đến 100 triệu đồng một năm. Năm 2022, khoai mài của anh Nghĩa đạt chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao. Nhận thấy cái cây khoai mài này mang giá trị kinh tế cao, rất là dễ nhân rộng, thành lập lên một nhóm gọi tổ hợp tác sản xuất cây khoai mài, xây dựng hình ảnh, thương hiệu, quy chuẩn đóng gói, bao bì sản phẩm để đưa đến tay người sử dụng, xây dựng được một sản phẩm OCOP, một sản phẩm đặc trưng của xã Phước Hội, huyện Đỏ. Từ những kiến thức tự tìm tòi học hỏi, anh Trần Thái Hoàng, chủ cơ sở yến Tâm Khang ở xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, quyết định mở lối đi riêng, trở thành cơ sở yến đầu tiên của cả nước áp dụng công nghệ sấy yến bằng muối Himalaya. Công nghệ này giúp yến sạch hơn nhưng vẫn đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng, từ đó nhận được sự tin tưởng của khách hàng, giúp cơ sở của anh đạt doanh thu bình quân hơn 100 triệu đồng một tháng. Trong quá trình sản xuất thì em bị hư yến rất là nhiều. Và em mới đau đấu mà làm sao để cho yến mình nó không có bị vi khuẩn trong cái môi trường sấy nó sạch hơn. Thì em mới tìm hiểu là muối nó rất là tốt. Và em mới từ đó em mới áp dụng và nghiên cứu. Toàn tỉnh hiện có hơn 52.500 thanh niên khu vực nông thôn. Qua thống kê của tổ chức đoàn hội, từ đầu năm đến nay đã có gần 100 ý tưởng dự án thanh niên khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó có 8 dự án được lựa chọn tham gia cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2023 do Trung ương đoàn tổ chức. Ngoài ra, tỉnh còn có 6 sản phẩm của thanh niên đạt chứng nhận sản phẩm OCOP từ 3 đến 4 sao. Đó là những điểm sáng mà chúng tôi cũng mong muốn là những các dự án ý tưởng đó tiếp tục phát huy để chúng ta đem đến những cái nội dung thiết thực hơn để phục vụ cuộc đời sống kinh tế xã hội của tỉnh nhà cũng như là trước hết là cho bản thân các bạn. Tiếp sức cho thanh niên nông thôn khởi nghiệp, lập nghiệp, tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh sẽ kết nối doanh nghiệp, doanh nhân trẻ, tổ chức các chương trình chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong khởi nghiệp, xây dựng nhiều chương trình, kênh hỗ trợ vốn, hỗ trợ đầu ra sản phẩm cho thanh niên.